Thi Thiên 118 Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nguyễn Israel nói rằng, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nguyễn nhà a nói rằng, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nguyện những người kính sợ Đức Giê-hô-va nói rằng, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Trong gian trưng, tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va Đức Giê-hô-va bèn đáp lời tôi để tôi nơi rộng rãi. Đức Giê-hô-va binh vực tôi, tôi chẳng sợ loài người sẽ làm chi tôi. Đức Giê-hô-va binh vực tôi thuộc trong bọn kẻ giúp đỡ tôi. Nhân đó tôi sẽ vui thấy kẻ ghét tôi bị báo. Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy loài người. Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy vua chúa. Các nước đã vây tôi, Tôi hủy diệt chúng nó nhân danh Đức Giê-hô-va. Chúng nó đã vây tôi. Phải, đã vây tôi. Tôi hủy diệt chúng nó nhân danh Đức Giê-hô-va. Họ vây tôi khác nào đoàn ông. Họ bị tắt như ngọn lửa gai. Tôi hủy diệt chúng nó nhân danh Đức Giê-hô-va. Ngươi có xô ta mạnh, đặng cho ta ngã. Nhưng Đức Giê-hô-va giúp đỡ ta. Đức Giê-hô-va là sức lực và là bài ca của ta. Ngài trở nên sự cứu rỗi ta. Trong trại người công bình có tiếng vui mừng cứu rỗi. Tay hữu Đức Giê-hô-va làm việc cả thể. Tay hữu Đức Giê-hô-va dơ cao lên. Tay hữu Đức Giê-hô-va làm việc cả thể. Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống thuộc lại những công việc Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đã sửa phạt tôi cách nghiêm trang, nhưng không phó tôi vào sự chết. Hãy mở cho tôi các cửa công bình, Tôi sẽ vào ngợi khen Đức Giê-hô-va. Đây là cửa của Đức Giê-hô-va, những người công bình sẽ vào đó. Tôi sẽ cảm tạ Chúa vì Chúa đã đáp lời tôi, trở nên sự cứu rỗi cho tôi. Hòn đá mà thợ xây loại ra đã trở nên đá đầu góc nhà. Điều ấy là việc của Đức Giê-hô-va, một sự lạ lùng trước mặt chúng tôi. Này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy. Đức Giê-hô-va ôi, xin hãy cứu. Đức Giê-hô-va ôi, xin ban cho chúng tôi được thới thạnh. Đáng ngợi khen, đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến. Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va, chúng tôi đã chúc tụng người. Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Ngài đã ban cho chúng tôi ánh sáng. Hãy cột bằng dây con sinh vào các sừng bàn thờ. Chúa là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ tôn cao Chúa. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện. Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Chương 6 Khi trong anh em, ai có sự nghịch cùng người khác, sao dám để cho kẻ không công bình đoán xét hơn là cho các thánh đồ? Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao? anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao huống chi việc đời này vậy khi anh em có sự nghịch cùng nhau về việc đời này sao lấy những kẻ không kể ra chi trong hội thánh làm người xét đoán tôi nói thế làm cho anh em hổ thẹn ấy vậy trong vòng anh em chẳng có một kẻ khôn ngoan nào phân xử được giữa anh em mình hay sao nhưng anh em kiện anh em lại đem đến trước mặt kẻ chẳng tin thật vậy anh em có sự kiện cáo nhau là phải tội rồi. Sao chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao chẳng đành sự gian lận là hơn? Nhưng chính anh em làm ra sự trái lẽ, chính anh em gian lận lại làm thể ý cho người anh em nữa. Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình. Phạm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yếu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say xưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Trước kia, anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế. Nhưng nhân danh Đức Chúa Jesus Christ và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn. Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bạn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể. Và Đức Chúa Trời là đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của đấng Christ sao? Vậy thì, mình có nên lấy chi thể của đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đỉ chăng? Thì Chúa Trời nào nở vậy? Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đỉ thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng hai người sẽ đồng nên một thịt. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tính thiêng liêng cùng Ngài. Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dù người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chính anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chương 3 Naomi, bà Gia Ruter nói cùng nàng rằng, Hỡi con gái ta, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân, làm cho con được phước hạnh. vả con đã theo các tớ gái của bô ô, mà người ấy vốn là bà con của chúng ta. Chính đêm nay, người phải đi sải lúa mạch nơi sân đạp lúa người. Hãy tắm rửa, xức dầu và mặc quần áo, rồi đi xuống sân đạp lúa. Nhưng trước khi người chưa ăn uống xong, con chớ làm cho người nhận biết mình. Khi người nằm ngủ, hãy để ý xem người nằm nơi nào, rồi đi dở mền dưới chân người và nằm xuống. Chính người sẽ nói điều gì con phải làm. Nàng thưa rằng, mọi điều mẹ đã nói với con con sẽ làm nàng bèn đi xuống sân đạp lúa và làm theo mọi điều mẹ chồng mình đã dặn khi bô ô đã ăn uống xong lòng đang mừng rỡ đi nằm ở bên một đống lúa mạch kia nàng bèn đi đến nhẹ nhẹ dở mền dưới chân người rồi nằm xuống nửa đêm bô ô sợ hãi nghiêng mình qua kìa thấy có một người nữ nằm tại dưới chân mình bô ô hỏi ngươi là ai Nàng đáp, tôi là router, kẻ tớ gái ông. Xin đắp mền ông trên kẻ tớ gái ông, vì ông có quyền chuộc sản nghiệp tôi. Người nói, hỡi con gái ta, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con. Việc nhân từ con làm lần sau này lại còn trọng hơn lần trước, vì con chẳng có theo những gã trai trẻ vô luận nghèo hay giàu. Vậy bây giờ, hỡi con gái ta, chớ sợ chi, ta sẽ làm cho nàng mọi điều nàng sẽ nói vì cả dân sự trong thành ta đều biết rằng nàng là một người đàn bà hiền đức. Bây giờ, điều đó quả thật, ta có quyền chuộc sản nghiệp nàng lại. Xong, có một người khác lại là bà con gần hơn ta. Hãy ở đêm lại đây. Đến sáng, nếu người kia muốn chuộc sản nghiệp nàng lại, thì người buộc phải làm. Còn nếu như người không đẹp lòng chuộc sản nghiệp nàng lại, thì ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống thề rằng chắc sẽ chuột sẵn nghiệp nàng lại. Hãy ở lại ngủ đây cho đến sáng. Vậy, nàng ở ngủ nơi chân người cho đến sáng, rồi dậy sớm trước khi hai người có thể nhìn biết nhau vì bô ô nói rằng, chứa cho người ta biết rằng có một người nữ vào sân đạp lúa. Người lại nói, hãy dơ ra áo tơi của nàng mặc, rồi nắm nó cho chắc. Nàng bèn dơ ra, người trút cho sáu đấu lúa mạch, biểu nàng đem đi. Đoạn người trở vào thành. Ruter trở về nhà bà gia mình. Người hỏi, có phải con gái ta chăng? Ruter thuộc cho người mọi điều bô ô đã làm cho mình. Rồi tiếp rằng, người có cho tôi sáu đấu lúa mạch này mà rằng nàng chớ trở về cùng bà gia hai tay không? Naomi nói rằng hỡi con gái ta hãy ở đây để đợi xem cho biết công việc xoay thế nào, vì nếu ngày nay việc này chưa rồi, thì người ấy chẳng nghĩ đâu. Chương 4 Bô-ô đi đến cửa thành và ngồi đó. Bây giờ, người có quyền chuột sản nghiệp mà Bô-ô đã nói đến vừa đi qua. Bô-ô bèn nói rằng hỡi anh, hãy lại gần và ngồi đây. Người ấy bèn lại gần và ngồi bố ô bèn chọn 10 người trong các trưởng lão của thành mà rằng, Các ông hãy ngồi đây. Các trưởng lão bèn ngồi. Đoạn, bố ô nói cùng người có quyền chuộc sản nghiệp rằng, Naomi ở Moab trở về, rao bán miếng đất của Elimelech anh chúng ta. Tôi muốn báo cáo cho anh hay và nói rằng, tại trước mặt những người ngồi đây và trước mặt các trưởng lão của dân sự tôi, xin hãy mua sản nghiệp đó đi nếu anh muốn chuộc sản nghiệp đó lại thì hãy làm đi bằng không thì hãy tỏ ra cho tôi biết vì trước anh chẳng ai có quyền chuộc lại và sau anh quyền này trở về tôi người đáp tôi sẽ chuộc bô lại nói khi mua ruộng bởi tay naomi anh cũng phải mua luôn bởi router người mô áp vợ của kẻ chết để nối danh của kẻ chết cho sản nghiệp người người có quyền chuộc lại đáp rằng nếu vậy tôi không chuộc lại được e phải hủy hoại sản nghiệp của mình xin hãy lấy về cho anh quyền chuộc lại của tôi vì tôi không thế chuộc được vả xưa trong israel khi chuộc lại hay là đổi nhau muốn làm cho chắc lời giao kết thì người này phải cổi dài mình mà trao cho người kia nơi israel ấy là cách ưng chịu một tờ giao ước. Vậy, người có quyền chuộc lại nói cùng bố ô rằng, anh hãy chuộc sản nghiệp đó, rồi người cõi dài mình ra. Bây giờ bố ô nói cùng các trưởng lão và cả dân sự rằng, ngày nay, các ông chứng kiến rằng tôi mua nơi tay Naomi mọi tài sản thuộc về Elimelech, về Kilion và về Mạc Lôn, và cũng lấy router người mô áp vợ của mạc lôn làm vợ tôi đặng nối danh kẻ chết cho sản nghiệp người hầu cho danh kẻ chết không mất khỏi giữa anh em mình và khỏi dân sự của thành người ngày nay các ông làm chứng về điều đó cả dân sự hiện ở nơi cửa và các trưởng lão đều đáp rằng chúng tôi làm chứng điều đó nguyện đức giê-hô-va làm cho người nữ vào nhà ngươi giống như ra chiên và lê a là hai người đã dựng nên nhà Israel. Hãy trở nên cường thạnh nơi Ephrata và làm cho nổi danh ngươi trong Bethlehem. Nguyện con cháu ngươi mà Đức Giê-hô-va sẽ ban cho ngươi bởi người gái trẻ này, làm cho nhà ngươi giống như nhà của pha rết mà tha -ma đã sinh cho Juda. Như vậy, bô ô lấy ru tơ làm vợ, người đi lại cùng nàng. Đức Giê-hô-va làm cho nàng được thọ thai và sinh một con trai các người đàn bà nói cùng Naomi rằng, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, chẳng từ chối cho bà một người có quyền chuộc lại. Nguyện danh của người trở nên sang trọng nơi Israel. Nó sẽ an ủi lòng bà, dưỡng già bà, vì ấy là dâu bà, vẫn thương bà, đã sinh nó cho bà. Nàng quý cho bà hơn bảy con trai. Naomi, bồng đứa trẻ, để vào lòng mình và nuôi nó những người nữ lân cận đặt tên cho nó là Obed mà rằng một đứa trai đã sinh cho Naomi. Obed là cha của Isai, ông của David. Này là dòng dõi của Phares. Phares sinh Hethron. Hethron sinh Ram. Ram sinh Aminadab. Aminadab sinh Nahason. Nahason sinh Sanmon. Sanmon sinh Booz bôô sinh obed obed sinh isai và isai sinh david